chị nào đang lặn dưới nước rồi trồi đầu lên nghe tôi thông báo đi. Kính thưa tất cả mọi người, hôm nay mời mọi người tới đây để thông báo cho mọi người một tin. Mời mọi người tham gia cái game show hoàn toàn mới. Game show rất là hot, mang tên Xả Stress Cho Bỏ Ghét. Tới cái game show này các bạn sẽ được tự do đánh đấm. Các bạn sẽ được thoải mái đánh đấm, đánh vô một cái vật mà các bạn sẽ không phải đau tay. Nó không phải là bức tường, nó không phải là cái gối ôm, gấu bông hay là mannequin, mà đó chính là người thật. Lưu ý, người thật ở đây không phải là cái thằng MC, mà đó là cái thằng đứng bên cạnh tôi, thằng map. Oka mang tiếng ca cho đời, Oka mang đến bao nụ cười, cùng hát nào vui nào say nào, hãy đến đây với tôi. Oka ta sẽ thấy yêu đời, Oka tôi đã đến đây rồi, cuộc sống này trong còn ưu phiền, chỉ có những yêu thương. Hey, một ngày mới nắng lên bước xuống phố quen, tôi đi giữa bao la mây trời. Mọi người nghe gần xa, ai cũng gọi tôi là Uka. Lên gần tôi, hãy lắng nghe tôi đi bạn ơi, vì đối với tôi chẳng có khoảng cách, chỉ cần mọi người gần nhau nữa nhé. Đến đây cùng tôi, lời ca tiếp ca cho đời, vì khi ở bên tôi mà sẽ chẳng sầu lo, vì đã có Uka đấy thôi. Uka mang tiếng ca cho đời, Uka bao nụ cười, cùng hát nào vui nào say nào, hãy đến đây với tôi. Uka ta sẽ thấy yêu đời, Uka tôi đã đến đây rồi, cuộc sống này chẳng còn ưu phiền, chỉ có những yêu thương. Mãi vô mãi vô tao quân đã. Mày đúng không? Mày phải không? Thằng nào đó mày đúng không? Nói đi, tao quýnh liền. Thằng nào vậy hả bây giờ? Quýnh thằng nào? Nói đi, quýnh thằng nào? Thằng này. Nó bận quá, tao quýnh nó quýnh lại tao không? Dạ không. Mày bước ra đi, tao quýnh mày liền. Dạ chơi, còn tính nữa, tính. Tính cái gì mà tính lại đi? Dạ, đây nè, quýnh vô vai thì là 50 ngàn. Vô về lưng á thì là 100 ngàn, đó. Vô ngực thì 100 ngàn. Đặc biệt, vô chỗ hiểm thì... À mày bịch vậy, ai thấy giá tiền? 500 ngàn. Tao đánh nó như vậy, lỡ nó bị thương, người ta có tốn tiền thuốc men không? Anh yên tâm đi, sầu riêng bao ăn, còn ở đây tụi em bao quánh. Bạn em nó khỏe lắm, không có sao đâu. Khỏe chỗ nào? Dạ, nó luyện khí công mà. Đây nè, ví dụ em tán cái bạc à, đâu có sao đâu, thấy không? Tao chịu hết nổi rồi, tao không thể chờ đợi một giây nào nữa hết. Mày bước ra đây. Anh ơi, anh có sao không? Có cần gần cấp cứu không anh? Không cần đâu. Không cần hả? Đỡ lắm rồi, thoải mái lắm rồi. Thoải mái chưa? Hồi nãy là tao chịu chết nặng dữ lắm. Dạ. Nhưng mà sau khi đánh thằng này xong là tao đỡ. Đỡ liền. Đỡ giảm chết liền, giảm chết liền. Mà nó nghe là sao tao quá, nó quá trời mà thôi, nó bình thường mà sao tao mệt dữ vậy? Bạn em nó luyện khí công mà, nó đâu có mệt được. Luyện khí công hả? Dạ. Đó, trời, nhắc tới tức quá mà tao muốn đánh nữa mà. Sao vậy anh, tao đánh hết nổi rồi. Anh bình tĩnh đi. Tao đánh hết nổi rồi. Tao bị áp lực công việc, tao bị stress, công việc của tao nặng lắm, tao đây không biết không. Tao bây nhìn ra đi, tao biết nghĩ tao làm nghề gì hay là không. Nghề gì anh? Tao làm nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng mà stress nặng gì luôn á hả? Stress nặng lắm, nhân viên văn phòng mà mày biết đi. Mày tức mà mày không được nói mà người ta đàn áp mày. Giám đốc ở trên chửi xuống, ở dưới nó chửi lên. Mày đứng cửa giữa mà mày không có được chữ nào hết. Mày có tức không? Tớ có tức chứ. Cho nên bởi vì hằng ngày nay tao cũng bị stress nặng hết. Mà tao không có cách nào hết để giảm stress hơn là nhờ có mày. Mày yên tâm đi, bắt đầu từ bây giờ hằng ngày tao sẽ ghé ủng hộ tụi mày làm gì nó có tâm. Dạ. Anh yên tâm đi, tụi em có dịch vụ đánh tại nhà nữa. Tốt lắm. Dạ. Tối nay tao gọi mày luôn. Tối nay tao kiếm mày liền luôn. Dạ mà giá cả phải chăng lắm anh. Dạ. Tính tiền đi. Dạ tính tiền, nãy giờ là anh đánh vô trong bụng là ba cái. Ba cái trong bụng. 300 ngàn. 300. Một cái sau lưng như này rất là đẹp. 100 ngàn. 400. Và hai cái vô mặt.
nói chung là tổng cộng là 500 ngàn. Cái gì? 500 ngàn? 500 ngàn. Sao rẻ như vậy? Dạ. 500 ngàn, 500 ngàn. Yên tâm đi, tao kiếm tụi bay nữa. Dạ. Trời ơi, tao phải đập một cái gì đó. Cho tiền thơm á. Mới có 10 phút mà kiếm được 500 ngàn. Sài Gòn dễ kiếm sống hả mày? Tôi muốn chửi. Hả? Anh muốn chửi? Anh nào? À, chị. À, bây giờ chị muốn chửi rồi. Nhờ sao nè? Mình tính khớp đi nha. 10 phút 100 ngàn. 10 phút 100 ngàn nè. Được không chị? Đồ ngốc gì? Bớt lộ giùm đi. Thấy tôi chưa lộ luôn á. Tôi ghét ai lộ trước tôi lắm đó. Xin lỗi chị. Đeo vô. Ủa, hình ai mà chị bắt em đeo vô vậy chị? Hình ai? Ú, trời ơi, hình ai đẹp trai quá vậy? Chồng tôi được không? Sai rồi. Ê, tao thấy cái này công việc nhẹ lương cao, mày hợp hơn tao đó. Thôi, hợp cái gì mà hợp. Nhưng mà chồng chị là ốm hay là mập vậy chị? Chồng tôi ốm được không? Tao hỏi hoài vậy. Đáng mắc chửi nghe. Nhất cơn chửi tôi đánh hai người luôn đó. Ốm là hợp với mày đó. Thôi mày đeo đi, hợp ở quánh là tao cay không nổi đâu, thiệt. Thôi, sai rồi. Sai gì nữa? Sai lầm vẫn là em, mà em dám sai lầm. Tại vì chị chửi hay quá, nghe giống như là một bài ca ngôn tình đó chị. Thiệt không? Đừng dụ tôi nghe. Thiệt. 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 Thiệt, hồi nãy tới giờ chàng trời sức sống lắm. Giờ chửi tiếp đi, anh là chồng của em nè, anh chồng khốn nạn của em nè. Em chửi anh đi. Thôi, hết tiền rồi, tao xạo hoài à. Biết tánh tao khoái khen, khen cho tao chửi hoài à. Thôi giờ tính tiền lẻ đi, tôi về còn làm người vợ đảm đang nữa. Ok baby. Ê. Mệt quá mày ơi. Đây là lần đầu tiên mà tao nghe chửi. Nghe mức độ mà bây giờ tao chóng mặt, tao cảm thấy trời đất quay cuồng. Rồi quá bướm dập dìu. Chị, ông mấy chị tính tiền lẻ cho tụi em đi chị. Để em chở nó đi bệnh viện, chứ em nhìn nó gì em chịu không kinh nữa. Thôi, chị sâu quá. Bây giờ nhiêu tiền nói ta tính tiền nè. 10 phút là 100 ngàn, 60 phút là 600 ngàn. Ok. Dạ. Tiền nè. Ôi anh ơi, anh ơi. Sao có 500 ngàn vậy, 600 ngàn mà. Ngủ gật, chừng 100 ngàn. Trời ơi. Trời, sai quá, sai luôn. Mày sai thì có đó. Thì tao sai, tao có nói tao đúng đâu. Trừ mày 100 ngàn. Tối nay tao đi ăn phở phạt mẹ nhà ăn mì gói đó con. Mà mày là sai nhất luôn. Mày mày ghê lắm nha. Cái đồ gì đây nữa. Cơm thèm phở, tối nay tính đi ăn phở đúng không? Là sao? Không có được đâu. Cơm tới kìa. Mày sai quá sai. Mang cơm tới thì mang lẹ đi. Đói bụng gần chết luôn mà cứ uống ca tiên tiên, uống ca tiên tiên, uống ca tiên tiên giống như hai đứa điên vậy. Uca, em mang cơm cho anh ăn nè. Sáng nay có nhớ em không? Nhớ sao không nhớ? Nhớ quá chừng quá đất luôn á. Thương 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 thương. Uca, thương 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 thương. Ủa, thế giới này chết hết còn hai đứa mày còn sống thôi hả? Uca, anh đi, anh đói chưa? Ăn cơm nha. Đói sao không đói? Hỏi một cái câu hết sức gì dư thừa. Đây. Ui, từ từ. Tiên Tiên. Dạ. Hôm nay anh kiếm được 1 triệu đó. 1 triệu? Đương nhiên, nghề có một không hai mà. Nhưng mà anh ơi, anh kiếm tiền nhiều như vậy nhưng mà anh bị đánh hoài có sao không? Càng đánh càng tốt chứ sao? Giảm cân. Sai, quá sai. Ủa anh Bi ơi, hả? Trên đời này có cái bộ môn võ công mà mình luyện là nó giảm cân hả? Có. Bỏ 100 luôn, có. Trừ hết 100, có. Trừ không? Có, trừ, có. Có, trừ là có. Đây là môn võ công thượng thừa của dòng họ nhà anh mà. Thấy Bi rờm không? Ngày xưa nó mập y như anh vậy đó.
mà nó tập riết giờ thấy tướng nó chuẩn chưa? Ai nói mày tao là bi rồng nè? Nói cho tụi mày biết nha, trân trọng với tụi mày nè, tao không phải là bi rồng, tao là bi ren. Yeah. Trời ơi bi ren. Bi ren. Trời ơi bi ren. Ren. Em đi phỏng vấn sao rồi? Rớt rồi. Không biết làm sao nữa. Đây là lần thứ 49 em đi phỏng vấn mà bị rớt rồi đó. Riết rồi nản luôn. Có gì đâu buồn. Em phải tự tin lên chứ. Em thấy anh không? Tuy anh không có đẹp trai như sói ca, nhưng mà anh sẽ lấy cái thân hình UK ra để bảo vệ cho em. Em yên tâm đi. Mà em cũng không có hiểu tại sao nữa. Mỗi lần em đi xin việc làm á, người ta chỉ cần nhìn thấy tên em trong hồ sơ là người ta không tuyển em rồi. Thấy sai sai đó. Sai quá sai. Sai gì mà sai? Thua keo này, ta bày keo khác. Ăn cơm. Ui da. Mày có thể nhẹ nhàng, mày nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa được không? Đau ông, quá. Ông nội tao cũng không có nâng nổi mày nữa. Mày là thuộc về dòng trứng khủng long hoặc là trứng đại bác rồi chứ không phải là trứng bình thường. Ui muốn da. Nâng mày là phải dùng cần cẩu mới nâng nổi, mày hiểu không? Ui da. Bầm hết người nè. Ngày mai nghỉ đi, chừng nào hết bầm mình làm tiếp. Hôm nay tao với mày kiếm được một mớ rồi. Không được. Tao còn phải kiếm nhiều tiền để cho Tiên Tiên đi sửa sắc đẹp nữa. Tiên Tiên hoài. Mạng sống mày không lo, lúc nào không lo Tiên Tiên. Hôm nào tao buồn nha, tao nói sự thật cho Tiên Tiên biết nha. Tao không có giấu nữa. Thôi, mày là bạn tao thì ủng hộ tao đi. Ủng hộ gì? Mày nghĩ thử đi. Bây giờ người ta chú trọng sắc đẹp lắm, đặc biệt là con gái nữa. Mày thấy không, Tiên Tiên có bằng đại học á, mà xin việc làm á, bị rớt hoài à. Tao nhìn nó buồn á, tao cũng không chịu nổi nữa. Cho nên tao phải quyết tâm kiếm được là nhiều tiền. Bây giờ mày muốn kiếm tiền đúng không? Đúng không? Tao muốn kiếm được là nhiều tiền để sửa sắc đẹp cho Tiên Tiên. Mày bớt tuyên truyền giùm tao cái đi. Muốn kiếm tiền như gì? Tao có cách. Kính thưa quý vị, cuộc sống hiện đại khiến chúng ta có rất nhiều bức xúc, tạo cho chúng ta rất nhiều áp lực, khiến con người ta có thể nổi khùng nổi điên nhưng không giảm được căng thẳng. Cuộc sống, gia đình, nhà cửa vô tình tạo thành một cái gọng kìm kìm chặt lấy cảm xúc con người của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải xả stress. Thay vì đánh đập chửi bới người khác thì nay chúng tôi có tạo cho các bạn một căn phòng để các bạn có thể tha hồ đập phá đồ đạc trong đây và chỉ tốn một chi phí nho nhỏ mà thôi. Xin mời. Ai cũng gọi tôi là Uka. Mọi người gần nhau nữa nhé. Đến đây cùng tôi, lời ca tiếp ta cho đời. Vì khi ở bên tôi, mà sẽ chẳng chờ lâu. Vì đã có ca đấy thôi. Uka mang tiếng ca cho đời. Uka mang đến bao nụ cười. Cùng hát nào vui nào say nào. Hãy đến đây với tôi. Uka ta sẽ thay yêu đời. Uka tôi đã đến đây rồi. Cuộc sống này chẳng trời ơi, kinh khủng quá, đúng là sức mạnh của con người. Kinh khủng vãi. Vãi là gì vậy? Vãi là một cái từ cảm thán thông thường. Sai rồi. Sai cái gì mà sai? Chút xíu mình ra mình lấy tiền là hết sai liền chứ gì. Mày đã có cơ hội lên tên, mày dám giật chồng con hả? Khoan. Chị, đánh ghen xé áo 200.000. Ok. Thôi, đừng xé lộ hàng của em hết chị ơi. Chị không xé áo, bây giờ mình xác muối ớt đi 300.000. Ok. Thôi, chị xác muối ớt nó rác nhiều lắm, không mấy chị xác muối tiêu đi 500.000. Ok. Hai đứa bay không phải là hồ ly tinh. Hai đứa bay gạt tao. Bỏ cho hai đứa bay nè, tao đi gặp đồ. Ok. Nấu cơm nè, giặt đồ nè, rửa chén nè. Trời ơi. Trời ơi, tôi có phải là Oxin không? Tôi là vợ của mấy người mà. Lê
nước cho anh tắm cho em. Tắm nè. Lấy cơm cho anh ăn đi em. Cơm nè. Chuẩn bị sữa tắm cho anh đi em. Tắm nè. Thôi mình đi ngủ. Ngủ nè. Tổng cộng là 1 triệu đồng. Ok. Hả? Mắc vậy? Ông tưởng ông làm giám đốc đầu ngon lắm hả? Ông suốt ngày chỉ biết trừ lương người này người kia. Ông suốt ngày chỉ biết hành hạ nhân viên cấp dưới. Ông ấy nhậu không bằng ai mà cứ rủ người ta nhậu. Ông đá banh dở ẹt à mà cứ rủ đá banh hoài. Ông biết á, ông là đồ xấu xí, cái đồ xấu xa. Trời ơi, tôi tức quá mà. Tôi mà bị trừ lương á, tôi mà bị đuổi việc lần này á là tôi nói thiệt với ông luôn á nha. Tôi chồng có bố đánh ở ngoài đường luôn nè. Sao ông đánh bây giờ luôn đi? Mới bị trừ lương, không đủ tiền đánh, chỉ đủ tiền chửi thôi. Thiệt không? Tôi nói thiệt. Tội nghiệp quá, cho đánh con gái miễn phí đó. Anh có nói thiệt không? Tôi đang chết là chết, tôi rất là chết. Đánh tự tin lên. Đây. Đánh người ta mà gãy cây mà nó xỉu như vậy là không khuyến mãi nha. Cho tôi thiếu đi. À, tôi lãnh lương xong rồi tôi trả lại cho anh nha. À, nhưng mà bây giờ đãi chưa? Tôi rất là đã. À, phải là như vậy. Xả stress là công việc của chúng tôi mà. Tôi 10 triệu. Một ngày 10 triệu. Đó. Vậy là một tháng là 30 ngày. Là 300 triệu. Thấy chưa? Yeah. Vậy là tao đã đủ tiền sửa sắc đẹp cho Tiên Tiên rồi. Điều. Chờ tới ngày sửa sắc đẹp cho nó là tao với mày trở thành bộ xương khô luôn á mày. Tao biết tao hay lo mà vô mấy cái chuyện không đâu vô đâu hết trơn á. Nhưng mà tao thương. Nghĩa mày. Anh biết cả hai cũng chẳng còn yêu thương, xa xỉ những lời khiếm nhường. Khi hết yêu nhau chỉ còn lại bóng tối, hai đứa chẳng muốn trao cơ hội. Anh nói đôi câu mình làm lại bên nhau nhưng cũng chỉ khiến ta thêm nhức đầu. Hôm nay ta sẽ chia tay, anh xin bên nhau lần cuối. Yêu em hơn, quan tâm hơn, ngày mai hai chúng ta sẽ không gặp nhau. Sẽ chẳng còn là của nhau. Lần đầu anh thấy anh yêu lòng, lần đầu tiên anh thấy em biết trân trọng. Vài giọt nước mắt đã rơi âm thầm, chúng ta đều sống. Rồi cũng đến lúc đưa em về, chạy qua con phố vẫn như thường lệ. Chào nhau câu vui lặng lẽ nhìn nhau. Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Mày giả tao cái coi. Tao có đang nằm mơ không? Đau. Em có phải là Tiên Tiên của anh đâu? Uka. Đúng rồi. Tới tao. Có nhớ tôi tên gì không? Mi Thọt. Tên tao trai à? Mi Ren. Đúng. Khi hết yêu nhau chỉ còn lại bóng tối, hai đứa chẳng muốn trao cơ hội. Anh nói đôi câu mình làm lại
bên nhau nhưng cũng chỉ khiến ta thêm nhức đầu. Hôm nay ta sẽ chia tay, anh xin bên nhau lần cuối, yêu em hơn, quan tâm hơn. Ngày mai hai chúng ta sẽ không gặp nhau, sẽ chẳng còn là của nhau. Mà cảm với ơn nhờ anh á mà em mới đậu lần phỏng vấn lần này đó. Chúc mừng em. Anh thật là tốt quá đi. Cảm ơn mình đó mà không cảm ơn tôi, trời ơi. Sai quá sai. Quên, cảm ơn anh Mi Rồng. Sai rồi, sai luôn rồi. Mi ốm. Bậy bạ, tôi không phải Mi Rồng mà Mi ốm. Tôi á, tôi là Mi Red. Lại là nó. Con đơn giản với tôi đâu. Lại là Biren của nó ngày xưa nữa. Ủa sao em kêu khô nó mà ở đây không có món khô vậy? Hồi đây em đi lấy cho mấy anh nha. Ông chủ ơi, em có kêu món khô nữa mà. Nè, em có kêu món khô nữa. Anh cho em khô này, khô này, khô này, khô này, bốn con luôn nha. Bốn con bự nhất luôn nha. Cảm ơn anh. Em à, làm cái gì vậy? À, tụi mày làm gì vậy? Gì mày? Mày bỏ ra coi. Ê, mày giỡn mặt với tao đúng không? Hôm nay tao không sợ là đã. Mày. Anh đi. Thôi đi. Không muốn đánh thì đánh tôi nè. Hôm nay tôi không có tính tiền đâu. Tôi bị đánh quen rồi. Anh Vũ, anh nói gì vậy? Tao quýnh mày tao cũng không cần tính tiền đâu mày. Đừng có đánh bạn tôi là được rồi. Những cú nữa hả? Bò qua mà cũ đó. Anh Vũ đừng bò mà. Vũ anh đừng có làm như vậy. Vũ đừng có làm như vậy. Chỉ là bò qua thôi mà. Bình thường mà anh. Anh Vũ đừng mà. Đừng có làm như vậy Vũ. Anh Vũ. Vũ. Anh Vũ anh đừng bò qua mà. Đừng chạy Vũ. Bò qua mà anh Vũ. Ra. Làm gì vậy? Mấy bạn làm gì vậy? Tao đang đánh nó mà mày đuôi hả? Tiên Tiên có làm gì mấy bạn đâu, mấy bạn đánh đuổi tao hoài vậy? Ha, ai biểu cái mặt nó xấu như ma mà đặt tên Tiên Tiên?
Cái tên đó là cha mẹ tôi đặt, tôi đâu có biết cái gì đâu. Bạn nghe chưa, mấy mốt đừng có như vậy nữa, không nên tôi mét thầy giám thị đó. Tao thích mày đó mà. Trời ơi, đàn ông kìa, mấy đứa đàn ông mà nhát với thỏ đế kìa. Nhìn cái mặt nó ngu mắc cười á. Trời, cái mặt con này nó xấu. Ê, tụi mày có gì vui vậy? Vui đây, em nói anh nghe. Hả? Vui lắm anh, cái thằng này nó mập như heo rồi đó. Còn con này nó xấu như chung cho Diệm vậy á. Hai đứa nó thật là một cặp trời mang. Vui không anh vui? Hôm nó bạo tao á, tụi mày thích coi không? Hả? Người ta đã mập đã xấu như vậy rồi, tụi mày không biết thông cảm nên mà còn chọc kẹo ta nữa. Tụi mày còn một lần nữa như vậy nha, tao quánh tụi mày cái đầu giống như là cái bông vụ nha. Giỡn mặt tao hả? À? Ném qua bên. Bây giờ em cảm ơn đây nhiều nha. Cảm ơn cái gì khùng quá, bạn bè không à. Cảm ơn Vũ nè. Thấy nó thương bà lắm á. Ê, mấy bà mày, tuổi này là tuổi còn đi học thương cha thương mẹ, làm gì yêu đương gì đây? Mà cỏ kìa, thấy mà cỏ kìa. Mà thấy hai đứa mày là đẹp đôi lắm á, xứng đôi vừa lứa lắm. Vậy là con này nó đúng nè. Ê, nó bạn tao á. Tụi mày ghê hả? Thấy vui lắm hả? Thôi hai tụi mày ở chơi nha. Ê, giờ tao tụi bay đi ăn kem krem kem cậy đi, tao bao. Đi. Yeah, đi ăn kem krem kem kem cây ô. Ủa anh Vũ ơi, vậy là mình có được đi ăn kem cà rem kem cây không? Trời, em không hiểu gì hết. Bi nó vừa giải dây cho tụi mình đó. Mà em thích đi ăn kem cà rem kem cây thiệt hả? Không, thôi em không ăn kem cà rem kem cây đâu. Mà... Hả? Bộ Tiên Tiên xấu lắm mà. Không không không, Tiên Tiên không có xấu. Tiên Tiên bình thường. Không có đường suy nghĩ như vậy, Tiên Tiên không có xấu. Thôi, anh Vũ đừng có ăn ủi Tiên Tiên nữa. Anh nói Tiên Tiên nghe nè. Không biết người ngoài người ta suy nghĩ như thế nào, nhưng mà đối với anh Vũ, Tiên Tiên là người đẹp nhất. Có lẽ đến phút cuối anh phải quên nụ cười, khi con tim em đã không còn mang ngọt ngào. Ngày lại ngày dài hơn trước như kỷ niệm, dần dần theo em cất bước xa đi. Bước xe thấy nước mắt em đã rơi muôn mang. Đi nhanh đi em nỗi đau ngày mai tìm về. Và lại cười tươi khi khóc những hoài niệm, ùa về dừng bước vì ai. Và từng ngày qua phải cố để nước mắt không còn dài ra. Bước tiếp đi vẫn ai yêu thương luôn cho anh đi đến. Và từng ngày anh phải xóa để chuyện mắt không còn đáng em. Trôi mãi anh phải thôi. Rồi nhìn về nơi nào đã có tiếng nói của một ai ai. Chắc tiếng yêu cùng em đang đi bên người em mong muốn. Trời cơn mưa ngừng rơi, bước lên nhìn mây. Rồi thời gian sẽ qua, chúc em được vui. Uka. Hả? Uka là sao? Thì thường thường á, người ta đẹp trai mà còn ga lăng nữa thì gọi là soái ca. Còn anh á, không đẹp trai mà còn mập ú, cho nên gọi là ú ca. Gọi lại gì ta? Ú ca. Tôi nghe không rõ. Ú ca. Đi lẹ lên. Mày cái gì mà mày hấp tấp dữ vậy mày? Đi lẹ lên. Đi đâu mới được? Mày ta thì ở nhà nóng quá, tao rủ mày đi không mát thôi. Mệt mày ghê á. Rơi muôn mang, đi nhanh đi em nỗi đau ngày mai tìm về. Và lại cười cười khi khóc. Trời ơi, ùa về dừng bước vì ai. Và từng ngày qua phải cố để đôi mắt không còn dài ra. Bước tiếp đi về. Ôi mày thấy chưa, nó uống rượu luôn kìa. Thì bạn bè vẫn có thể uống rượu được mà. Mày khùng hả, uống rượu xong rồi say. Say xong rồi đi đâu mày nghỉ đi. Đi Trời ơi, nó còn nắm tay luôn kìa. Trời ơi, nắm tay xong rồi tới cái gì nữa mày nghĩ đấy. Mày nghĩ, tao không có muốn nói ra, tao nghĩ là mày hiểu. Mày trốn cái gì? Mày đi vô đây, mắc mớ gì mày phải trốn. Vô đây ba mặt một lời cho rõ ràng luôn nè. Bi ròm. Tôi không phải là bi ròm, tôi là bi ren. Mày cười gì? Mày cười gì? Mày cười gì? Mày thích gì? Chạy đồ đôi mắt lắm đó.
tao để lại luôn, mày làm gì tao? Ai vậy em? Đây là... Tôi là bạn thân của bạn trai cô ấy, được chưa? Ủa, Thiên Thiên, em có bạn trai rồi hả? Sao? Làm gì có, không có. Anh này đúng là bạn của em, nhưng mà em chưa có bạn trai. Tiên đó, mày thấy chưa? Bạn trai của Tiên đó, à, sao? Mày giỏi mày ra mày solo nó đi. Tao quánh không lại mày luôn á, mày sao? Nó bự gấp đôi mày đó, mày dám ra solo với nó không? Xin lỗi, tôi không thích động tay động chân. Ôi, hèn ôi xa. Tiên, họ nói như vậy có đúng không em? Cái gì? Người đẹp như em mà lại có bạn trai mập ú xấu xí như vậy hả? Anh ta làm gì xứng với em? Anh ta chỉ là một người để cho người ta đánh, người ta xả stress thôi. Phải, anh chỉ là bao cát cho người khác đánh thôi. Có lẽ đến phút cuối anh phải quên nụ cười, khi con tim em đã không còn mang ngọt ngào. Ngày lại ngày dài hơn trước như kỷ niệm, dần dần theo em cất bước xa đi. Bước xe tê nước mắt em đã rơi muôn màng. Đi nhanh đi em nỗi đau ngày mai tìm về. Và lại cười cười khi khóc những hoài niệm, ùa về dừng bước vì ai. Và từng ngày qua phải cố để đôi mắt không còn dài dài. Bước tiếp đi vẫn ngại yêu thương lòng trái như đen. Và từng ngày anh phải xóa để trước mắt không còn làm em hối. Ngày lại trôi mãi anh phải thôi. Rồi nhìn về nơi nào đã có tiếng nói của một ai ai. Chắc tiếng yêu cùng em đang đi bên người em mong muốn. Trời cơn mưa ngừng rơi, bước lên nhìn mây. Giờ thời gian sẽ qua giúp em được vui. Và từng ngày qua phải cố để nước mắt không còn dài dài. Bước tiếp đi vẫn ai yêu thương luôn cho anh đi đến. Và từng ngày anh phải xóa để trước mắt không còn làm em hối. Ngày lại trôi mãi anh phải thôi. Rồi nhìn về nơi nào đã có tiếng nói của một ai ai. Chắc tiếng yêu cùng em đang đi bên người em mong muốn. Trước cơn mưa ngừng rơi, bước lên nhìn mây. Giờ thời gian sẽ qua, chúc em được vui. Thôi, lui ra. Không đánh đấm gì hết nữa, biến hết đi. Mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Hôm nay vẫn bình thường. Biến hết đi. Biến đi. Không đánh đấm gì hết. Mày làm cái gì vậy? Nghỉ đi. Tao đánh luôn mày đó. Mày điên hả? Mày để cho người ta đánh mày như vậy, mày thấy vui lắm hả? Ngu. Có ai muốn đánh tôi không? Tôi muốn đánh. Điên đi. Đánh đi. Ngày xưa anh nói với tôi cái gì? Anh nói là phải tự tin lên cơ mà. Anh làm như vậy để làm gì cơ chứ? Anh muốn kiếm tiền hả? Tôi không cần tiền. Chia tay đi. Anh yêu em. Tới bây giờ anh mới chịu nói ba chữ đó. Đúng vậy, tôi yêu anh. Chứ không phải là bây giờ. Có ai đánh tôi không? Có ai đánh tôi không? Mày đánh tao đi. Mình giết hả? Mày đánh tao đi. Đánh mày để làm cái gì? Tao muốn giảm cân. Tao muốn có tiền. Mày điên hả? Mày muốn kiếm nhiều tiền hả? Mày có nhiều tiền đó, nó có ở bên mày không hả? Rồi cuối cùng nó cũng bỏ theo cái thằng xoái ca. Nó có ở lại với thằng uống ca như mày không? Mày bớt ảo tưởng lại đi. Làm gì có bộ môn cung phu nào đánh vô cái xong giảm cân. Mày tỉnh táo lại đi. Mày biết rõ cái điều này mà, đúng không? Chứ mày muốn làm phải làm sao? Ý chí. Uka mang tiếng ca cho đời. Uka mang đến bao nụ cười. Cùng hát nào vui nào say nào. Hãy đến đây với tôi. Uka ta sẽ thấy yêu đời. Uka tôi đã đến đây rồi. Cuộc sống này trong còn ưu phiền. Chỉ có những yêu thương. Hey. Một ngày mới nắng lên bước xuống phố quen. Tôi đi giữa bao la mây trời.
ok đấy thôi. Ok mang tiếng ca cho đời, ok mang đến bao nụ cười, cùng hát nào vui nào say nào, hãy đến đây với tôi. Ok ta sẽ thấy yêu đời, ok tôi đã đến đây rồi, cuộc sống này chẳng còn ưu phiền, chỉ có những yêu thương. Hey. Một ngày mới nắng lên bước xuống phố quen, tôi đi giữa bao la mây trời, hoặc cùng vào với mọi người để thấy cuộc sống yêu hơn. À, tôi thích những món ăn ngon, hát lên những bài hát của mình cho mọi người nghe gần xa. Ai cũng gọi tôi là Uka. Lên gần tôi, hãy lắng nghe tôi đi bạn ơi. Vì đối với tôi chẳng có khoảng cách, chỉ cần mọi người gần nhau nữa. Sẽ chẳng sao lo vì đã có ca đấy thôi. U ca mang tiếng ca cho đời, u ca mang đến bao nụ cười, cùng hát nào vui nào say nào, hãy đến đây với tôi. U ca ta sẽ thấy yêu đời, u ca tôi đã đến đây rồi, cuộc sống này chẳng còn ưu phiền, chỉ có những yêu thương. Trời đất ơi, nó đứng chồng ngồng như là cái pho tượng như vậy mà em không thấy hả? Trời ơi, nãy giờ em kiếm khắp công viên rồi em không có thấy. Ở đâu vậy? Em quay qua đằng sau đi. Nó bận một nguyên một bộ đồ vest đen, cầm cái bó hoa màu vàng đó. Đã nói là không. Anh biết lúc trước em chia tay anh là muốn anh tìm động lực giảm cân và có lại được sự tự tin trong cuộc sống, có đúng không? Anh Vũ à, em vẫn luôn theo dõi anh trên từng bước chân. Hàng ngày em thấy anh tập thể dục, ăn kiêng, giảm cân. Bây giờ anh đã thành công rồi, em mừng lắm. Anh không biết cái chuyện em với lại Bi Ròm tạo lên một câu vở kịch để... Anh giận em hả? Không, anh không giận. Không biết là anh có thể nói yêu em thêm một lần nữa được không? Không biết là em có thể gọi anh là Uống Ca suốt cuộc đời có được không? Uka Tiên Tiên. Uka Tiên Tiên. Uka Tiên Tiên. Uka. Bỏ dẹp đi. 6 tháng rồi mới gặp nhau, nhưng người ta là người ta bắt bay vô, người ta ôm hung rồi. Hai đứa mày vẫn đánh bóng bàn như ngày xưa. Uka Tiên Tiên, Uka Tiên Tiên, Uka Tiên Tiên, Uka Tiên Tiên, vẫn giống hai con điên. Có gì? Hết phim. Uka mang tiếng ca cho đời, Uka mang đến bao nụ cười, cùng hát nào vui nào say nào, hãy đến đây với tôi. Uka ta sẽ thấy yêu đời, Uka tôi đã đến đây rồi, cuộc sống này chẳng còn ưu phiền, chỉ có những yêu thương. Hey. Một ngày mới nắng lên. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện tại Nguyễn Đình Vũ đang ở phim trường của một cái bộ phim ngắn do anh Mr. Tô đảm nhiệm lần này. Bộ phim có tên là Uka. Chào các bạn, mình là Xuân Nghị. Khi mà nhận lời mời quay cho Uka thì thấy rất là vui, bởi vì Uka là một người có một cái giọng ca rất là hay. Một điều là tất cả các anh em ở trong ekip Tô phim hết sức là tuyệt vời. Lần đầu tiên mới được trải nghiệm của một ekip hết sức là chuyên nghiệp. Các bạn nhớ ủng hộ phim ngắn này của Vũ và đừng quên luôn luôn theo dõi và những cái thông tin cập nhật cũng như là những cái tình tiết mới nhất. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cho cả Xuân Nghị và cả Uka nữa. Xin chào. Xin chào quý vị. Ngày quay thứ hai, tôi có mặt ở đây gần một tiếng đồng hồ rồi mà trợ lý chưa tới nữa. Tôi không cần trợ lý. Rồi bây giờ từ tôi cũng phải bưng hết tất cả mọi thứ. Đi đúng không? Tự làm hết tất cả mọi thứ. Mình làm việc có tâm là mình phải tự làm tất cả mọi thứ. Càng tiếng không có thuốc uống. Tôi không cần trợ lý đâu chi. Đói bụng không có cái gì ăn hết. Mập sảy thay ra. Mà bà trợ lý vẫn chưa tới. Gọi công an tới bắt hết đi. Đi quay hình nhưng mà lại là một buổi tập thể dục thật sự. Quay cái gì? Trời ơi, suốt bao nhiêu năm trời tôi cộng lên cái thân của tôi ra. Ai cũng đuối rồi. Rồi bây giờ làm sao dừng cái này lại đây? Em sai rồi. Đang quay gì nữa mà quay. Ê, về đi. Hai đứa mày quýnh bóng bàn hả? Bà hả? Ê. Các máy vì một câu cũng chui tính quá.
ơi.